Danh này được triệu tập vào đội tuyển U23. Một cầu nữa đã bị trôi qua của cầu thủ Cần Thơ. Lại pha uy hiếp này, như vậy vẫn là Quang Tình. Quang Tình đã không có Duy Kim Hàn sau hai lần có cơ hội rất tốt. Cơ hội, tỷ số là 1-0 cho cầu thủ Cần Thơ. Một sự nhập cuộc rất chậm chạp và y ạch của cầu thủ Hoàng Gia Lai. SC đã tiếp tục có cơ hội ở trong vòng cấm của cầu thủ Hoàng Gia Lai và đã dứt điểm chính xác, kể cả dứt điểm rất căng, nhưng cú đá vừa rồi của Văn Toàn bóng ra đi vào xa. Pha xuống biên ở cánh phải quả tạt là của A Hoàng, rất đúng tầm, dứt điểm cho Văn Toàn. Một chân truyền cự phách Quang Tình, chuyền ra dứt điểm 2-0 dành cho cầu thủ Cần Thơ. Và đó là đường kiến tạo của Quang Tình dành cho cầu thủ Trương Văn Thành. Dẫn tới bàn thắng đầu tiên thì Quang Tình là người đã đá phạt góc. Vừa rồi thì anh đã đột phá để vượt qua Minh Vương và chuyền ra rất thuận lợi để cho Văn Thành bày lòng. Thành rất chính xác, dứt điểm, tỷ số là 3-0. Việt Phong đã rất điềm tĩnh để có thể dứt điểm, làm tung lưới. Duyên ghi bàn sau khi anh rời Hải Phòng để thi đấu cho Cần Thơ. Một cú dứt điểm rất chủ động của Việt Phong vào góc xa.